Thẩm phán New Jersey từ chối phúc thẩm kẻ sát nhân ở trường học Newark, tin từ New Jersey. Mới đây, một thẩm phán đã từ chối nỗ lực kháng án của một phạm nhân ở New Jersey, kẻ đã bị kết tội giết hại ba người bạn trong khuôn viên của một trường đại học ở Newark. Phạm nhân nói trên có tên là Jose Caranza đã tuyên bố mình chỉ là một người vô tội có mặt tại hiện trường của vụ án vào năm 2007. Ngoài ra, người đàn ông này còn cáo buộc ngược lại luật sư của mình, tuyên bố là ông ta đã ép mình không được làm chứng và không được tiến hành bất kỳ một cuộc điều tra nào trước khi xét xử. Tuy nhiên, thẩm phán ở New Jersey cho biết là lời khai của Caranza không hề có bằng chứng nào đáng tin cậy. Theo trợ lý công tố viên Roman Suckdell đến từ Essex County cho biết, những lời nói của Caranza hoàn toàn không đáng tin cậy. Caranza hiện đang phải thụ án 155 năm tù giam vì giết người và cướp của có vũ trang. Anh ta là một trong số 6 người bị kết tội trong vụ án này. Vụ việc nói trên đã xảy ra vào năm 2007 tại trường đại học tiểu bang Delaware, khiến cho ba nạn nhân thiệt mạng và một người khác bị thương vì đạn bắn vào đầu.